Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì có mấy bạn hỏi về cái chăm sóc cái con chó sinh sản, thì mọi người hỏi rất là nhiều, trong khi là các video mà mình hướng dẫn thì đều có rồi, mình đều có nói ở trong video rồi. Mọi người xem các cái video thì mọi người có thể thấy được là cái các cái con chó con của trại nhà mình chăm, chúng nó rất là khỏe, chó con rất là khỏe. Thì chó con khỏe thì ngoài cái để mà có những cái đàn chó con nó khỏe thì chăm nó sẽ nhạt, thì ngoài cái vấn đề gen giống là cái đầu tiên. Nuôi con chó hay là trồng cái cây, mọi người cứ hiểu là như thế. Thì cái đầu tiên, trồng cái cây là dễ nhìn thấy nhất, là cái quả nó ngọt, nó to hay là nó chua, nó nhỏ. Đầu tiên là nó do giống đã. Thì nuôi con chó cũng vậy. Đầu tiên là con giống đã. Con giống tốt, con giống khỏe, gen giống tốt thì con chó nó sẽ khỏe là đầu tiên. Sau đấy thì sẽ là đến cái việc chúng ta chăm sóc. Thì cái việc mà chúng ta chăm sóc con chó nó tốt thì nó cũng sẽ giúp cải thiện được, con chó nó cũng sẽ tốt nhất có thể của nó, chứ nó không thể tốt bằng những cái con chó gen giống tốt và nó cũng được chăm tốt được. Tức là nó sẽ là hai yếu tố. Thì rất nhiều các bạn hỏi, có một gần đây có một bạn ở Thanh Hóa, bạn ấy có một cái đàn chó con, nó đẻ sớm, mất 2 ngày 3 ngày gì đấy, nhưng chó con nó vẫn rất là khỏe. Thì bạn có nói, có kể chuyện cho mình nghe. Thì đấy cũng là một cái may mắn khi mà bạn ấy nghe lời, bạn ấy cho con chó mẹ nó dùng cái này, cái khoáng chibi powder. Cái khoáng này dùng với con chó mẹ ấy, nó mang bầu thì cái con chó con nó rất là khỏe. Đẻ cái con chó con ra mà trong trường hợp mà có đẻ thiếu ngày thì cái con chó con nó vẫn có thể sống được, nó vẫn khỏe. Chứ còn bình thường nếu mà đẻ mà con chó con mà đẻ thiếu ngày thì thường là nó sẽ không qua được 24 giờ đâu. Đấy là cái đầu tiên, từ cái lúc chăm sóc cái con chó con nó ở trong thai. Đây, để quay cho con cho mọi người xem. Đầu tiên là cái chăm sóc cái con chó con từ trong thai là nó đã ảnh hưởng rồi. Con chó con chăm sóc từ trong thai nó đã ảnh hưởng đến cái sức khỏe của nó rồi. Và sau đấy là chăm sóc cái dinh dưỡng cho con mẹ. Chăm sóc dinh dưỡng cho con mẹ thì như ở trại chó Gơ Vi mình thì là 100% chó là đều sẽ dùng cái canxi nano với lại cái chibi. Thì cái con mẹ nó chăm con, chất lượng sữa nó sẽ tăng lên. Semu nữa, Semu là để mà một là nó tăng cái lượng sữa, hai là cái chất lượng sữa nó cũng tăng lên, ba là nó chống cái tình trạng là cái con chó mẹ nó bị viêm vú. Nó có thể bị tức sữa nhưng mà nó rất là khó viêm vú, bởi vì là trong cái thành phần của cái Semu nó có cái thành phần chống viêm cho cái tuyến vú, thì nó sẽ chăm con chó con nó sẽ rất là nhạt. Thì ngày hôm nay là cái đàn chó con của Messi và Bruno này là bước sang ngày tuổi thứ để hôm 21, để hôm 21 hôm nay 27, 6 ngày coi như là được 6 ngày rồi. Đàn này là coi như là đã được 6 ngày. 6 ngày mà con chó con, mọi người có thể thấy được là con chó nó rất là nhanh. Đây là cái tình trạng ăn tham này, nghẹn này. Đấy, nghẹn là đơ đứng hình luôn. Ăn khổ. Đây là con ăn tham. Đây,
Làm ra được đi này, bên này còn dư này. Dư đi này. Rồi. Ở đây cái tia này còn này, em cứ rút ở bên dưới làm gì? Ui. Đây, mình dư tia này đi. Rồi, đây, đứng hình này. Dì ăn thang. Ăn thang mà bút bút một phát là đứng hình ngay. Đứng hình này, gãy lưng này. Gãy lưng một tí thì là sẽ hết đứng hình. Nó như kiểu là nó bị chuột rút đấy. Rồi, nít mạnh quá. Rồi bút bút một phát là sẽ đứng hình ngay. Đấy là những con ăn thang. Thế gọi là con ăn thang. Con nào mà ăn từ tốn thì nó sẽ không có bị cái tình trạng đấy. Ăn tham vội quá không được. Đây, đại ca đây. Đại ca luôn. Đại ca khỏe không? Đâu rồi, đâu vừa em đi cái tin nào mà bây giờ em lượn ra một cái là mất đi rồi. Xin chia buồn với em. Nó đã có con khác nó tranh vào một tí đấy rồi. Rồi ra tí tí này đi. Để yên đấy cho. Thôi nào, cướp mất rồi. Cướp mất rồi, thôi ra chỗ khác đi. Yên ổn. Rồi, đây là khi mà chúng nó ổn định chỗ nào. Thì đấy, với cái con chó mẹ, tất cả các giống nhá, chứ không phải chỉ có Rottweiler. Thì mọi người cứ dùng ba cái này. Chăm nó sẽ rất là nhàn. Thực ra cái chi phí của những cái đồ bổ sung này nó rất là nhỏ. Nó không có phải là tốn kém ghê gớm gì. Nó rất là nhỏ so với này, cái chi phí đồ ăn và các công sức khác của chúng ta khi chúng ta chăm con chó. Và hai cái thứ này thì với chó của trại Gerby nhà mình thì nó sẽ theo tất cả các con chó của trại từ bé cho đến lớn, chứ không phải là chỉ có cái lúc nhỏ hay là cái lúc bầu hay là gì đâu, mà hai cái này là nó sẽ theo cái sự phát triển của con chó từ nhỏ cho đến lớn, nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Một là cái này thì trong cái khi mà nó nuôi con chó nó đẻ hay con chó nó tuổi lớn thì nó ok rồi. Cái con Siano này nó có một cái lợi thế là không sợ dùng thừa và không bị hại gan thận, lắng đọng, hay là không sợ cái con chó dùng nó bị nóng trong, nó táo bón. Dùng từ chó con cho đến chó to, chó già, tất cả đều dùng. Dùng cho chó già bởi vì sao? Chó già vẫn phải dùng như người già. Người già thiếu canxi thì giọt sữa. Thì khi mà các bạn mà nếu mà các bạn mà nuôi chó, các bạn có những cái con chó già nó không có tạo ra tiền cho chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta yêu nó hay là chúng ta nuôi gắn bó nó như là cái thành viên thì chúng ta vẫn cứ dùng cái này cho nó. Thì nó sẽ đỡ được cái con chó, nó đỡ phát sinh bệnh nó được khi con chó nó khỏe. Khi nó ốm ra thì nó tốn kém. Con chó già cũng vẫn cứ dùng những cái như thế này. Coi như đấy là trong cái khẩu phần ăn của nó. Còn cái chibi này, ngoài cái việc nó bổ sung đạm, nó bổ sung cả đạm nha các bạn. Ngoài cái việc nó bổ sung cả đạm, bổ sung rất nhiều loại vitamin, rồi khoáng, rồi một số cái lợi khuẩn mà để tốt cho cái đường tiêu hóa của chó, tốt nhé, chứ không gây theo kiểu như là mang tính chất như là cái tăng trưởng. Hai cái nó khác nhau, hai cơ chế nó khác nhau. Thì cái này là tức là nó là giúp cho cái hệ thống tiêu hóa nó hoạt động tốt hơn. Ngoài cái việc nó bổ sung các cái dinh dưỡng rồi các cái khoáng chất vitamin này kia thì nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của con chó nó hoạt động tốt hơn. Thì mọi người nhớ là như thế. Thành ra là từ chó nhỏ đến chó to đến chó già đến chó trẻ là đều sẽ dùng hết. Thì mọi người sẽ thấy là những cái con chó khi mà nó khỏe, trong người nó khỏe thì nó rất là nhanh. Đấy, cho con thì mọi người có thể thấy được nó ở cái ngày tuổi nó rất là ít thôi, nhưng con chó nó khỏe lắm.
nhiều sữa thì tôi còn cho con bụng nó như thế này, bụng nó căng tròn quá. Đây, hôm nay là ngày làm một ông đưa hình này. Được. Nặng lắm cầm đấy, nhưng mà nặng lắm cũng không chẳng cân. Cần có theo dõi cân bởi vì là cái con chó nó khỏe, nó nhanh, nó khỏe, ăn tốt, vệ sinh tốt thì là nó sẽ phát triển tốt. Cho nên là cũng mọi người mà có ai mà có thắc mắc là cái đàn chó này mà bây giờ của nó là nó bao nhiêu cân thì là chịu. Bởi vì thực sự mà nói là cái theo dõi cân nặng đấy là theo dõi từng lúc thôi, không phải lúc nào mình theo dõi. Khi mà mọi thứ nó phát triển, mọi thứ nó tốt, nó điều độ thì cũng chẳng theo dõi. Với cái đàn chó con này thì có nhiều bạn liên hệ qua điện thoại hay là qua Zalo của trại, cái một cái số duy nhất là 098 111 5000 mà trại vẫn hay nói, bởi vì là có một số cái số điện thoại là có bảo là cái số của trại Google Hư Vi Hà Nội mình, nhưng mà không phải, trại mình chỉ dùng một số thôi, là cái số 098 111 5000. Thì có mấy bạn liên hệ qua mấy ngày hôm nay, từ cái lúc mà đàn chó con này nó sinh ra đến bây giờ, hỏi về cái vấn đề là cái đàn chó con này đã nhận cọc chưa hay là như thế nào đấy, muốn bắt thì mình cũng có nói ở trên Zalo hay là trên Facebook hay là có nói luôn với nè mọi người đã hỏi rồi. Nhưng mà qua cái video này thì mình cũng nói luôn để cho các bạn mà có đang theo dõi các cái video của Rúc Lơ Vơ Vi thì mọi người cũng nắm được cái lịch luôn là cái đàn chó con này trại sẽ bắt đầu nhận cọc nó sau khi mà cái đàn chó con nó được 2 tuần tuổi. Tức là để đảm bảo chắc chắn là đến cái lúc ấy là cái đàn chó con nó thuận lợi. Bởi vì với cái giống Rottweiler này và cái giống chó to thì cái tỷ lệ dư dụng của con chó ở trong cái giai đoạn đầu đời của nó rất là cao. Thường thường thì sau khoảng 1 tuần nó có thể chắc ăn rồi, là cái đàn chó nó sẽ phát triển được, nó sẽ tồn tại chứ nó không có bị dư dụng. Nhưng mà thôi thì cái đàn này tiện thế thì cứ để cho nó qua 2 tuần luôn đi. Qua 2 tuần rồi lúc đấy là sẽ cái tình hình nhận cọc như thế nào, còn những con nào thì trại sẽ báo để cho mọi người quan tâm, mọi người có thể cọc. Còn với cái đàn chó con này là cái đàn chó giống mà ở cái mức chất lượng tốt nhất của trại thì chắc chắn là sẽ có chó mà trại sẽ giữ lại để làm giống. Thành ra là cái số lượng thì nó đẻ 8 con nhưng mà cũng không phải là sẽ có từng đấy con để bán đâu. Với cái đàn chó này thì trước khi mà chó cái đàn này nó đẻ thì trại đã nhận cọc ở cái lần nhận cọc trước cho cái đàn Loki con thì trại cũng đã nhận 2 cặp rồi, nhận 2 cặp rồi. Còn hiện tại bây giờ thì lại không nhận cọc nữa, chưa nhận cọc mà chờ, hiện tại bây giờ là mọi người sẽ chờ. Còn luôn luôn là các bạn mà đã cọc trước đây rồi thì các bạn ấy đương nhiên là cọc rồi, trại đã nhận cọc thì là các bạn sẽ có phần. Còn hiện tại bây giờ mà mọi người mà thích cái đàn chó này thì phải chờ xem nó phát triển như thế nào, rồi lúc đấy thì còn những cái con như nào nữa thì trại sẽ nói. Hoặc là nó có thể là một số chủ mà có thể là cọc ở cái đàn Loki mà không ưng, không phải là cũng không ưng mà là muốn đón sang cái đàn này, là một cái đàn chó mà với trại nó là ở cái mức chất lượng nó ở nước trên thì mà mọi người muốn chuyển sang thì cũng là ok, thì những người ấy sẽ được ưu tiên, bởi vì đấy là những người mà đã được cọc từ trước trong trường hợp còn chó. Còn sẽ ưu tiên những cái chủ mà đặt cọc cụ thể của cái đàn chó này là đầu tiên, đặt cọc đúng theo cái của cái đàn cái con bố mẹ này, rồi sau đấy thì sẽ lần lượt đến các chủ mà muốn mua con chó của trại, đặt cọc chó của trại nhưng mà muốn chuyển đàn thì sau đấy là sẽ đến các bạn đấy, rồi mới
đến những người đặt cọc tiếp theo về sau thì mọi người lưu ý là ai mà quan tâm cái đàn chó này thì chúng ta sẽ theo dõi cái video để 2 tuần nữa chạy, hay là có thể là 10 ngày nữa, bởi đàn chó bây giờ của nó là được đàn chó bây giờ là được 6 ngày rồi. Thì khi nào mà chó con nó mở mắt thì lúc đấy là chạy sẽ có video để mà thông báo về cái việc nhập cọc. Thì mọi người chúng ta có quan tâm thì lúc ấy rồi chúng ta sẽ cọc cái đàn chó này. Mọi người lưu ý đây là cái đàn chó giống thuộc vào cái top chất lượng cao nhất của Rokolugovi. Thì hôm nay chuyện trò với mọi người một chút về cái đàn chó con. Cho mọi người ngắm một chút cái đàn chó con của Messi và Bruno. Vậy thôi, tạm thời vậy thôi. Đấy, hôm nay nó đứt cáp thành ra là xem video thì nó mở, thấy cái lượng xem nó giảm hẳn. Thì hy vọng là vài hôm nữa là nó sẽ ok lại để mà mọi người sẽ có thể mọi người ngắm cái con chó nó dễ dàng hơn, xem ở cái chế độ sắc nét hơn, nhìn con chó nó rõ nét hơn để mọi người chọn. Với cái đàn Loki mấy hôm nữa sẽ post video để cho các chú chó đã cặp chọn chó. Thì mọi người cùng chờ cái video nhé. Cảm ơn.